Vừa bị vạch trần bản chất, Tố lợi dụng Phi Nhung, Hồ Văn Cường lại gây chú ý vì một clip đặc biệt. Cách đây vài ngày, lễ cúng 100 ngày của Phi Nhung diễn ra trong sự chú ý của dư luận. Khán giả khó tránh khỏi được xúc động khi chứng kiến dàn con nuôi của cố ca sĩ tụ họp, cùng hát tặng mẹ. Thế nhưng cậu con nuôi nổi tiếng nhất Hồ Văn Cường lại không thấy đâu. Dư luận bắt đầu chỉ trích cho rằng Hồ Văn Cường sống tệ với người mẹ đã khuất. Đến chiều tối cùng ngày bất ngờ xuất hiện hình ảnh clip Hồ Văn Cường thắp hương cho Phi Nhung tại nhà mới. FC Nam ca sĩ cho biết đây là hình ảnh từ lễ 49 ngày của Phi Nhung, nhưng nó chứng minh Hồ Văn Cường vẫn thờ cúng mẹ nuôi, tận hiếu mà không vô trường. Trong lúc cộng đồng mạng tạm nguôi ngoai thì bất ngờ một người quen của Hồ Văn Cường và Phi Nhung lại đăng đàn tố nam ca sĩ là như vậy chỉ giả tạo trên mạng xã hội, lan truyền bài viết của người này, trong đó chỉ trích Hồ Văn Cường vì im lặng không dám bảo vệ mẹ nuôi đến khi giọng ca bông điên điển qua đời vẫn giữ vai người bị hại và đang dùng hình ảnh của ca sĩ để PR. Thật ra thế nào chỉ người trong cuộc mới hiểu. Chỉ biết rằng Hồ Văn Cường tiếp tục lại là cái tên gây tranh cãi mạng xã hội. Giữa lúc đó, một đoạn clip về nam ca sĩ bất ngờ được chia sẻ rầm rộ theo. Trong clip, con nuôi Phi Nhung ăn mặc giản dị, biểu diễn tại một đám cưới ở quê, không có trang phục sang trọng, cũng chẳng sân khấu hoành tráng hay loa đài khủng, Hồ Văn Cường vẫn thể hiện ca khúc Gõ Cửa Trái Tim cực ngọt ngào. Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho Hồ Văn Cường khi có thể xử lý tốt trong điều kiện kém như vậy. Nam ca sĩ cũng được đánh giá cao về sự thân thiện, nhiệt tình dù chỉ hát ở đám cưới quê. Thế nhưng khác với mọi người đoán, clip này không phải mới có mà vốn dĩ đã xuất hiện từ năm 2020. Sau khi rời khỏi nhà và công ty của mẹ Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã tách ra riêng. Nam ca sĩ chưa có chia sẻ chính thức nào về công ty chủ quản mới hay cuộc sống hiện tại của mình. Cách đây không lâu, quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 xuất hiện bên ca sĩ Ngọc Sơn và Bầu Thụy, vừa song ca vừa trao dồi thêm kinh nghiệm.